Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vôi Tật Dinh My. Rất vui mình gặp lại các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ bảy rồi. Mình cũng gửi lời chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời, cũng như là ngày thứ bảy thiệt là hoàn mỹ, tất cả đều tuyệt vời nha. Để ngày mai cuối tuần thì anh em mình có thể nghỉ ngơi giải trí rồi. Như thường lệ quảng cáo cũng sẽ vẫn hiển thị ở giây thứ 10 cũng như là phút thứ 5 và phút thứ 10. Anh em xem nói chung thì cứ thấy quảng cáo kích cho mình là ok rồi. Cái này thì chắc mình không cần phải nhắc nhiều nữa, cho nên anh em nhớ ủng hộ mình nhiệt tình nha. Hôm nay thì clip đầu tiên mình sẽ sau một hồi cũng rất là nhiều sự cố gắng mình đã đầu tư, mình đã làm này nọ cường quá rèn đồ, tất cả các thứ mình đầu tư khá nhiều rồi. Thì bây giờ sáng hôm nay mình quyết định là mình sẽ quay lại trả thù cái con cá nóc chó điên đó, con Watasumi. Lần này là lần đánh thứ tư của mình cho con cá nóc này. Thật sự nó quá trâu đi, mình đánh hoài không thắng được. Lần này mình không biết có thắng nổi không, nhưng mà thôi kệ, cứ quay lại trả thù ở đây, còn thắng hay không thì nói chung bây giờ anh em hãy comment ủng hộ mình, cũng như là like share, kích quảng cáo nhiều cho mình để mình có một cái tinh thần, một cái sức mạnh đó, gọi là sức mạnh của siêu nhân nha. Rồi mày có con cá nóc chó điên, đây là lần cuối cùng mình đánh nó, không biết có phải là cuối cùng không, nhưng mà mình sẽ thống kê lại chi tiết về nó. Cái con cá nóc hổ, được biệt danh là cá nóc hổ, được gọi là yêu quái đầu trọc, mặc dù là đầu không trọc nha các bạn, là thuộc hạ của Van der Decken. Rồi cái thằng đệ của nó mà đã mạnh cỡ này rồi, không biết cái thằng Van der Decken nó còn mạnh cỡ nào các bạn ha. Đây, cá nóc Watasumi nha các bạn. Đây, trận hình của mình thì cũng y chang như cậu thôi. Zimbel, Lao, Medela, nhân vật chính và Baruch. Cuộc trả thù này sẽ là một cuộc đổ bộ, một cuộc tấn công khủng khiếp của mình. Giờ mình không biết thắng hay không, nhưng mà dứt. Nói chung là dứt hay. Mày hả, quan lâu rồi không gặp mày. Lâu rồi không gặp mày, tụi tôi sợ mày hả. Ui, sợ chán làm gì. Nói giờ chán mất tiêu Zimbel rồi. Lần này thì có vẻ như đồng đội của mình đã trâu thêm được miếng nữa các bạn. Mong là nó nhờ cái trâu này thì nó sẽ cố gắng thắng được. Chứ đắng lòng quá, mới vào đã choáng liên quan rồi. Mình có cảm giác không ổn về điều này. Linh cảm của mình báo hiệu cho mình biết là hình như mình thua. Ui, chết Medela rồi, hồi sinh đi. Phao đi, Gmail có nổi rồi bạn ơi. Mình sẽ cố gắng bầu nó được miếng máu. Hiện tại còn 8 triệu. Còn 8 triệu, 7 triệu 9 rồi, còn 7 triệu 9 nha các bạn. Đắng lòng choáng nữa rồi. Ăn đòn đi, lao rồi. Thằng mà rút mà được phao là quá ngon rồi đấy. Ui, thế này thì chơi bơi gì. Hồi máu. Rồi hồi nhân vật chính đó chứ. Tao cần hồi cho Zimbel kìa, chứ mới coi hồi nhân vật chính làm cái gì. Zimbel được là 85 nọ rồi, thêm tool này nữa là 100 nọ. 100 nọ này con. Rồi nhưng mà hình như là mọi điều xui xẻo đang ập về nữa rồi các bạn ơi. Đắng lòng chát nữa rồi. Đây là cuộc tấn công thứ 4 của mình và kết quả vẫn thua cuộc. Rồi được. Mình nghĩ là nếu mà thua thì lần sau mình sẽ Sura chấp bờ lên để hồi máu á. Cái tình hình này thì thế nào. Lần này cũng đang được nửa ống máu, nó còn 4,5 triệu, máu còn 4,5 triệu, và kết quả là mình lại thua rồi. Không sao, mình sẽ tiếp tục đi chiến đấu, tại vì cái trận này Zimbel của mình bị chán 2 tuần, mong là tuần sau không chán thì có cơ may là ăn đấy các bạn, chứ đừng có khinh thường nha. 9,5 triệu mà mình đang còn 4,5 triệu thì mình cũng đang được 5 triệu rồi. Tiếp tục cuộc chiến nha. Mình là dai lắm, đánh thua đánh tiếp, đánh như nào thắng thôi, không thắng thôi nhảy lần sau đánh tiếp, đừng có chán Zimbel được rồi cá nóc ơi. Không chán đứa nè. Rồi cho Medela xui quá. Mình giao vắng à. Mày là con. Bảo kích là có may mắn rồi. Ui trời. Chán với beo nữa rồi. Sao mày không chán cái con nào mà mày chán giùm beo tao vậy. Vãi cái con cá nóc này, lông nó quéo quéo tao mà nó trâu bò rớt vậy á. Rồi chán nữa rồi. Thua nữa bạn ơi. Có vẻ như mình cần Sura chopper lên thì mới có cơ hội ăn được đúng không ta. Rồi cứ từ từ đi. Hồi bữa mình đam nó gần chết được một lần mà, không lẽ giờ mình lại thua nó nữa sao. Quá là nhục nhã vậy chè, khi mà lần thứ tư đánh ông lại. Ít bữa còn lần thứ năm nữa sao. Không thể nào có chuyện đó được. Điên đi. Còn 7,5 triệu. Rồi vãi cho linh hồn. Rồi hồi nọ ngon á. Chết. Mong là nó đánh chết con Mila. Mình đi đỡ cái hồi máu. Chết và rút luôn cũng được. Khỏi cái hồi máu mất công. Đừng có chết. Rồi chết luôn rồi. Lần này lao con người hồi máu cho bà rút rồi. Biết mà một rốt coi được miếng máu rồi làm gì mất công. Zimbel mình sắp chết chứ không thì hồi. Thôi rồi bạn ơi, không thể nào. Ủa mà tại sao thằng Lao của mình lại còn nhiều máu vậy? Đắng lòng sao nó lại có nhiều máu vậy? Những cái thằng ma khí, những cái thằng pháp sư sao nó nhiều máu vậy? Rồi thôi rồi bạn ơi, kết quả lần này đi đánh thì còn 5 triệu mấy luôn. Không thể nào mà ăn được. Đây là cái con cá nóc hả? Mình nghĩ là AD là ghi sai tên nó rồi. Vậy như là cá trâu cá bò mới đúng. Vãi cá lên không? Đánh riết thua riết. Rồi chán luôn kìa. Rồi anh ấy tung những cú đấm, mặc dù là nhìn anh ấy nhìn cú đấm quá là xì ke luôn, nhưng mà sao nó lại trâu bò nha. Lần này mình đây còn 4,8 triệu, 4,7 triệu, chắc là còn khoảng 4,6 triệu. Không nữa nè.
ai 4,7 triệu rồi đó, chưa ăn 100%. Ủa không chán hả? Giờ là chưa nộ cũng đâu phải chán 100% đâu. Ui sẽ ăn thua gì, ăn thua gì em, còn 4,5 triệu. Lần này đánh y chang lần nãy hồi nãy các bạn ơi. À, tiếp tục các bạn, mình là dân chơi lì lợm mà thua lại quất thêm phát nữa, biết đâu lại may mắn nó xuất hiện. Đấy, đừng có chán như bèo tao, tao không muốn chán đứa nào đó. Rồi chán như bèo luôn. mình ghét của nào trời trao của đó sao á, ghét chán như bèo, nó chán như bèo. À, là trời, mày có phải là cá nóc hay là cá trâu cá bò, mày nói một tiếng nó coi. Sao mày trâu dữ, mặt khó nghe đi người rừng mà sao trâu dữ, nắng lòng vậy. Rồi hôm nay là clip sáng này, đầu ngày của mình là mình phải kiên quyết đánh hoài đánh mãi, đánh dài đánh dẳng, đánh khi nào win thôi, không win thôi, nếu mà quá thời gian thì thôi cá tóc. Hết bữa mình quyết định mình sẽ su ra chắp bờ lên, đăng tiền làm clip cho bạn luôn, su ra chắp bờ. À, ít bữa đi thì nó hồi máu ghê, mình thấy chắp bờ mà nó hồi máu rất là ghê, nếu mà mình làm ma khí nó thì nó hồi máu rất là ngon. Đấy, đây cái trận này thì mình cần những cái thằng hồi máu như chắp bờ á, ăn đòn đi mày hồi máu chưa. Trời ơi là trời, mày hồi cho bờ rút làm cái gì, tao có cần bờ rút đâu. Bờ rút thì mới vào nó tăng khả năng thôi chứ mày hồi được cho Jimbeo thì quá ngon rồi. Nhưng mà trong trận hình này thì mình chỉ đánh được một đứa thôi, cho nên hồi máu cũng chạy được bao nhiêu đó các bạn, chạy được bao nhiêu đâu. Rồi Jimbeo có nọ rồi các bạn ơi, phòng cái nha, đâm cho mày chết nha con. 5 triệu, còn 5 triệu. Ừ ngon, hồi cho nhân vật chính đi, phòng nó nhân vật chính. Bò hành công này giờ ra cũng chả làm được gì, con này nó miệng dịch tè leo mày hết, choáng mê hoặc thì nó miệng dịch hết mà. Còn 4 triệu bạn ơi, lần này đi có tiến bộ rồi đó. Ui lại choáng nữa, đắng lòng thành niên. Rồi còn mình lao thì làm được gì, ví dụ còn cỡ 1 triệu á, còn cỡ 1 triệu máu thì lao có cơ may ăn được. Nó cứ đánh nó hồi máu đầy ông máu nè các bạn, cho nên cũng có cơ may ăn được, chứ giờ cũng còn nhiều quá không ăn nổi đâu. Ui sự choáng liên hoàn luôn kìa. Còn 3,7 triệu, lần này đi còn 3,7 triệu, có tiến bộ thì các bạn, càng đi là càng tiến bộ thôi. Nhắc lại nè con, tao đâu sợ mày đâu, mày là cá nóc chứ đâu phải cá ông nội, tao đâu tao sợ. Ui vai cái trắng đòn, đánh thua rồi còn trắng đòn, đừng có choáng. Ừ choáng lao cũng được không sao, đừng có choáng Jimbeo với Midela của tao là được rồi. Bấm đỏ Midela ơi. Ủa vậy sao mà choáng tè leo mẹ vậy, hôm nãy mình thấy đâu choáng Midela đâu mà sao giờ lại bị choáng. Còn 8,7 triệu. Ui rồi lại choáng nữa rồi, choáng lao không vậy, không choáng được Jimbeo mà giờ choáng lao, chuyển sang đội mục tiêu lần lao rồi. Ăn đòn đi con, còn 8 triệu. Ôi, không xin nhê bạn ơi, mình có cảm giác là không xin nhê mà. Cái này phòng thủ mình cũng làm lên lắm rồi đó chứ, nhưng mà cũng không ăn thua. Do cá này nó thuộc cái dòng họ cá cổ đại, chưa chết đâu. Cá trâu, cá bò, vừa lai cá mà vừa lai trâu, lai bò, lai luôn khủng long, thiền sử, cá sấu, cá mập, tất cả các thứ, đủ thể loại trong đây. Ôi, sợ vãi rồi. Mày à con, bảo kích còn 5 triệu 9. Rồi, lần này lao đi xin trước các bạn ơi. Có vẻ anh Lao không sống không có nổi. Anh Lao đã bị trở thành mục tiêu của nó quá nhiều đi. Rồi chết bằng xác luôn, chết bằng xác luôn bạn ơi. Tiếp tục các bạn, bây giờ mình đánh không biết bao nhiêu trận rồi đó. Ôi xưa mẹ ơi, mẹ ơi cứu con. Lần này không chặn đòn nhưng mà nó chán quá. Bây giờ biết ngay mà, cứ không chặn đòn nó chán. Ôi, anh cá này râu ria tùm lum, không tắm rửa, lông thì quéo, mặc quần thì quần khố, đứng thì chân xì ke, tay xì ke, có cả vây nữa mà sao nó mạnh dữ không biết. Ha, được. À mình nghĩ là ít bữa mình sẽ làm một cái clip chopper Sura, sau đó thì mình sẽ dùng chopper để hồi máu, hồi được miếng nào hay miếng đó rồi đam từ từ thôi, chứ giờ cũng chả biết làm sao. Cái ma khí của ông Lao không biết hồi được nhiều không ta. Rồi thua, kiểu này không thể nào ăn được rồi. Mình phải Sura chopper thôi các bạn ơi. Yeah, thích thì mình mang vào luôn, nhưng mà ma khí yếu cho nên mình không mang, mình chỉ Sura lên có gì đi cái phó bản này cho nó win thôi. Đáng làm nó có bao này kìa, chọc nó có nổ chi đây. À, thua các bạn ơi, lần này thua thảm hơn nãy nữa. Ui ui, bà vợ Luffy ra làm gì ấy, mà chọc chọc cái gì xin nhê gì nó. Ăn đòn này mày, còn 5 triệu hai. Cái chiêu nổ của Jimbeo mạnh thiệt đó chứ, nếu mà có nổ hoài chắc nó đấm chết đó chứ. Còn 4 triệu 4 nè các bạn, lần này cũng có tiến bộ mới. Rồi, thằng Lao phòng được 89k vãi, không được 100k nữa. Né tránh quá hay. Ôi tui nào mà tem của mình cũng né tránh ấy, thì có phải hay không. Nó có nọ rồi kìa, ăn đòn đi. Thôi ai, ôi phòng chị nữa vậy, nó hồi máu lên lại đánh lâu ly mất thời gian của tao. Cái con này nó không bị chán nha, mình mà mang ông Ken vô mà nó không chán, nó tiêu tùng mình lâu rồi, không có còn sống nhã nhép ở đây đâu. Rồi mày nhớ mặt mày đấy, tao lại đánh mày tiếp thêm trận nữa, mình đánh thêm trận nữa các bạn. Thật sự là mình đã cố hết sức rồi,
là mình đã cố gắng làm phòng thủ cường quá rồi, tất cả thứ đó kết quả vẫn không ăn thua, không thể nào mà ăn được cái con cá chó điên này. Rồi buồn quá, có cảm giác buồn sau đời đó. Đánh trận thứ tư rồi đó, trả thù lần thứ ba rồi đó các bạn, mà kết quả vẫn không ăn được nó. Mà trâu trâu vừa dơ chứ trâu quá, trâu như người ta trâu á, sao mày không nhường cái trâu cho tao với đi, máu rồi đó truyền qua tao bớt đi phải hay không. Rồi không thể nào mà ăn nổi, còn 7.9 triệu phải. Ôi trời, đàm này, đàm như mụn cho điên, ăn đòn đi mày, hồi bò rốt đây, hồi được miếng nào hay miếng đó. Ơi có nổ, có nổ, có nổ rồi bạn ơi, Gmail có nổ, có nổ, Gmail có nổ rồi. Cho mày một đấm, cho mày một đấm này con, còn 6.4 triệu. Đừng có choáng, đừng có choáng. Ui sao, sao mỗi lần mình nói đừng có choáng mà nó choáng nhỉ, nó ảo ảo thế nào. Rồi hồi 25 nổ chưa, Gmail hồi được như nổ. À 35 thì cũng được, hồi được miếng nào hay miếng đó đi. Ừ né tránh một tuần hay lắm bạn ơi, Jim Bell hay lắm. Đấm nó, đấm nó, đấm nó. Còn 5.3 triệu, còn 5.3 triệu. Triệu này chắc còn cỡ 4 triệu mấy. Ừ không choáng, không choáng. Hồi nổi cho Jim Bell kìa. Đắm cái lòng giật hồi cho đứa nào không hồi, hồi cho cái đứa tào lao vậy. Cố lên, cố lên. Nó còn 5 triệu chứ mấy. Còn 4.5 triệu. Ui vậy là Jim Bell đấm mạnh đó nha. Đừng có choáng. Ừ né tránh nữa rồi, quá hay. Ui giời, hình xui ăn nha các bạn. Cố gắng. Ừ bạo kích trời, còn 2.4 triệu, có lên đâu có chán. Ừ không chán. Rồi tụi mày xong rồi, trong cá nóc chó điên kia, cuối cùng thì mình cũng đã trắng. Ui không chán nữa chứ, quá là phê. Rồi quên đó bạn ơi. Ui rồi, cuối cùng thì có công mài sát có ngay nên kim, cuối cùng thì mình cũng đã win được nó rồi. Ui chán thì làm được gì, tuần sau mày ăn đòn cái tao nè, ăn đòn cái tao nè. Yeah, tuyệt vời ông mặt trời. Sử sách đã ghi lại khi mà sự kiên trì mà nó thành công. Mệt toát cả mồ hôi hột. Anh em nhớ like mạnh, kích quảng cáo mạnh cho mình về cái chiến thắng này nha. Ui giời ơi, thắng mà toát cả mồ hôi thác mà hạng được hạng D. Trời khủng khiếp quá bạn ơi. Lần đầu tiên ở đời mà mình nguy hiểm cái này, đi kiểu này á. Thật sự thì bây giờ đi lại chắc chắn là thua, không bây giờ ăn được nó đâu. Wadasumi vậy con, mày là cái con gì? Các bạn thấy không? Khi chúng ta kiên trì cố gắng thì nó sẽ thành công thôi. Bởi vậy mới có câu tục ngữ, có công mài sát có ngày nên cây kim chút ép, có công mài sát có ngày nên cây kim chút xíu. Hay do các bạn mình đã thành công đây. Yeah, để mừng cái chiến thắng này, hôm nay là ngày thứ 7 cũng như là clip đầu tiên của mình mà thành công may mắn thế này, thì anh em nhớ phải ủng hộ mình nhiệt tình nha, kích quảng cáo nhiều cho mình hôm nay nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem clip mình, chúc các bạn buổi sáng tuyệt vời cũng như là cả ngày tuyệt vời, ngày mai cuối tuần luôn nha. Rồi chiều nay thì mình có clip trả những cái phần quà cũng như là các bạn trúng thưởng, các bạn nhớ xem nha. Mình chắc mình up khoảng từ 5 rưỡi, chắc tầm 5 rưỡi. Còn trưa nay thì mình test tướng, còn chủ nhật ngày mai mình test cái con Orat, chủ nhật ngày mai là mình test cái con Orat trong hải tặc Việt. Anh em xem nhé, ủng hộ mình nha. Ok tạm biệt các bạn.